Sáng ngày 6 tháng 2, Trường Trung học Phổ thông Bạch Đằng tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân Sẻ Chia và biểu dương học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Dự chương trình có đại diện hội cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo trong ban giám hiệu, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Mỗi dịp Tết đến xuân về, công đoàn và nhà trường đều tổ chức nhiều hoạt động giúp các cán bộ, giáo viên và các em học sinh kết nối quê quần bên nhau, qua các hoạt động nhằm tạo không khí sôi nổi trước thềm năm mới đồng thời góp phần duy trì phát huy các giá trị văn hóa tết cổ truyền của dân tộc việt nam Năm học 2023-2024 được xác định là năm trọng tâm triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, là năm cô và trò trường Trung học phổ thông Bạch Đằng đã phát huy truyền thống 45 năm vẻ vang của nhà trường, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, đặc biệt trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, học kỳ 1, trường Trung học phổ thông Bạch Đằng có một em học sinh đạt giải nhì cấp quốc gia môn lịch sử. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, các môn văn hóa, nhà trường đạt 90 giải, trong đó có 3 giải nhất, 23 giải nhì, 35 giải ba, 29 giải khuyến khích. Tham dự hội khỏe phù đồng cấp thành phố, nhà trường đạt 3 giải nhì, 4 giải ba. Tại chương trình, Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường đã tổ chức vinh danh, trao hoa và phần thưởng cho các em học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp thành phố và hội khỏe phù đồng cấp thành phố lễ biểu dương vinh danh nhằm kịp thời động viên khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp quốc gia cấp thành phố giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt cấp quốc gia cấp thành phố tạo không khí thi đua sôi nổi khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường trong thời gian tới góp phần bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của địa phương trong giai đoạn mới nhân dịp này cựu học sinh nhóm thiện nguyện tương lai cho em và nhà trường đã trao tặng nhiều phần quà tết ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập những phần quà tết tuy không lớn nhưng đó là nguồn động lực tinh thần giúp các em có hoàn cảnh khó khăn của trường trung học phổ thông bạch đằng đón mùa xuân mới tươi vui hạnh phúc ấm áp bên gia đình đồng thời góp phần động viên tinh thần khích lệ các em đạt kết quả cao trong học tập rèn luyện